Sau 5 năm triển khai thực hiện luật số 14/2017/QH14 về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ, các cơ quan thực thi đã phát hiện những điểm hạn chế chưa phù hợp với thực tiễn cần phải sửa đổi. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, từ tháng 7 năm 2018 đến nay, các đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trên 1.800 đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Qua thanh tra kiểm tra, đã phát hiện vi phạm hành chính tại 210 đơn vị. Qua kiểm tra, thanh tra đã rút kinh nghiệm, thống nhất phương thức quản lý giữa các cơ quan trung ương và địa phương, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những bất thường trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, phòng ngừa, ngăn chặn thất thoát trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Tại hội nghị, nhiều khó khăn trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ được đưa ra để tìm cách gỡ vướng, nhất là trong luật số 14/2017/QH14. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận định, qua thực tiễn của 5 năm triển khai thực hiện luật số 14/2017/QH14 cho thấy còn tồn tại một số vướng mắc trong quản lý, sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị và tình hình thực tiễn theo dõi, thi hành luật, Bộ Công Thương sẽ tiến hành tổng kết đánh giá và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh các quy định pháp luật nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý, các tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ dễ dàng tiếp thu, thực thi, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội và đạt hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của mình.